Xin chào các bác, các bạn và quý bà con nhé. Thì chúng ta bán hàng thì cái việc mà từ chối khách ấy là một cái việc mà chúng ta không hề mong muốn. Chúng ta tìm họ còn chẳng được nữa, nói gì đến chuyện từ chối đúng không? Nhưng trong tình huống này đấy thì tôi đã buộc phải từ chối khách hàng của tôi. Khách hàng của tôi xem một cái clip tôi đăng trên mạng và trong đó có hai cái bức tranh sơn thủy như này. Họ thích một trong hai bức tranh này và yêu cầu tôi thiết kế một cái bức tranh cho cái không gian của họ đấy. Tôi đã cẩn thận gửi theo những cái bức tranh sơn thủy đẹp khác để cho khách hàng mình có thêm lựa chọn. Biết đâu đấy có thể có những bức tranh khác nó sẽ đẹp hơn và hợp lý hơn với không gian của khách hàng của mình. Đấy là cái sự thận trọng nghề nghiệp cũng như là cái mình mở cho khách nhiều cái sự lựa chọn hơn. Đấy, đây là một số những cái mẫu tranh mà chúng tôi đã làm rất là thành công cho các công trình tranh. Thì khi nào cũng vậy tôi sẽ gửi thêm để cho khách hàng lựa chọn thêm đấy. Và sau khi mà họ đã ok về giá và chất liệu thì tôi đã gọi điện và tư vấn để nghe lắng nghe cụ thể cái yêu cầu của khách hàng là gì. Và khi được khách hàng thông báo là họ làm nên những bức tường trơn ấy thì tôi đã đưa ra lựa chọn là những cái bức tranh mà chúng ta thiết kế khung vào như này đấy. Chúng ta sẽ thiết kế thêm khung vào cho bức tranh để cho cái bức tranh dán tường 3D của chúng ta nó giống như những cái bức tranh treo tường mà khổ rất là lớn, có thể gọi là những bức treo tường khổng lồ đấy. Thì những bức tranh dán tường mà có khung như này đấy thì chúng ta làm đúng không gian, đúng vị trí sẽ rất là đẹp. Vị trí tốt cho những cái bức tranh này nó thường là vị trí ở bên hông của cái bộ bàn ghế gỗ của chúng ta đấy. Chúng ta hình dung không, bức tường của chúng ta nó trơn, phía bên dưới là chúng ta nó gạch, phía trên là nó trơn và chúng ta dán bức tranh vào. Thế còn cái tình huống này anh gửi cho mình một cái không gian này thì thứ nhất ấy là nó không cân xứng, phía bên kia họ để một cái đèn lớn và có một cái ổ điện như ở vị trí này, về bên phải thì lại trống, cái tivi họ để như thế này thì cái bức tranh của chúng ta là cả trên cả dưới cả trái cả phải nó đều có những cái không gian nó gần như nó phản lại, nó không hề làm đẹp cho bức tranh và bức tranh cũng không 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 hề làm đẹp cái không gian này, nó lên nó lệch lạc, nó mất cân xứng. Chúng ta thấy giữa cái tivi chúng ta có thể gọi là một cái tim của tường đúng không, ở giữa cái tivi một cái đường thẳng từ dưới giữa cái tivi đến nóc nhà thì nó là một cái tim của tường đúng không. Chúng ta đặt bức tranh vào đó, cái bức tranh của chúng ta nó lệch, mà cái bức tranh của chúng ta thì nó là một cái không gian thì cái không gian nó lệch theo cái bức tranh đúng không, lại nó còn lởm chởm cả những cái vật dụng mà người ta đã đặt cố định mà không thể nào thay đổi được, thành ra là không thể nào đẹp được nhá. Hơn nữa cái không gian đó nó rất là tối và không có ánh sáng đèn hoặc là ánh sáng tự nhiên hỗ trợ, cho nên tôi đã bảo khách hàng là không nên làm nữa. Quay lại với những bức tranh mà chúng ta thiết kế khung như thế này cho một cái bức tường trơn đó, thì nếu như chúng ta nỡ làm một cái phòng khách mà nó không có ô để dán tranh đấy thì chúng ta nên làm những cái bức tranh mà thiết kế khung đó nó lớn hơn là so với bộ bàn ghế nhé. Nó cao khoảng tầm 1,5 m, 1,6 m và nó rộng ra khoảng tầm 2,2 m đến 2,5 m cho tôi, đừng có làm bé quá nhé. Ông ấy còn đưa thêm một số vị trí như này, thì đây là một khách hàng người ta có tiền và có mong muốn làm thực sự đấy. Anh ấy đưa ra cho tôi một số những cái vị trí mà anh ấy muốn anh làm tranh, không được chỗ này thì anh làm chỗ kia cho tôi ấy. Thì mà tôi đều từ chối cả. Cái vị trí vừa nãy nó vừa tối, nó vừa hẹp. Còn cái vị trí này đấy thì họ đã xử lý theo một hướng khác rồi. Đó. Cái phần thạch cao họ đắp vô đấy, họ đã nhằm mục đích là tăng cái điểm nhấn rồi. Cái đèn cũng vậy. Cái đèn ở đây thì đặt vị trí này tôi cho là hơi sai sai. Cho hạ thấp nó xuống một chút nữa thì sẽ đẹp hơn, hoặc là đẩy cái đáy của cái ô lên sẽ đẹp hơn nhá. Nó mặc dù nó là điểm nhấn nhưng mà lúc nào tôi cũng tính đến cái sự cân xứng của không gian hơn là một cái điểm nhấn hoặc một cái không gian đơn thuần. Đấy, thì đây là một cái tình huống mà tôi không hề mong muốn nhưng mà gặp khá thường xuyên vì nhiều mục đích khác nhau, vì nhiều lý do khác nhau mà tôi phải từ chối khách hàng của mình. Đấy, thì rất là cảm ơn anh chị ấy đã quan tâm đến chúng tôi cũng như tin tưởng chúng tôi. Kể cả là sau khi là nghe báo giá và tất cả mọi cái đều ok hết thì chúng tôi vẫn từ chối làm. Thì rất là mong anh chị cũng như các quý bà con khách hàng ai có nhu cầu làm tranh ấy thì chúng ta lên tìm hiểu kỹ các cái ứng dụng cũng như là đặc điểm của tranh 3D để chúng ta có thể là làm tranh nhà mình nó đẹp hơn và như ý hơn nhé. Xin chào và xin tạm biệt.